Cái thời của bà đó là người ta làm mai làm mối có gặp mặt gì không bà, hay là làm mai mối đâu tới lấy luôn bà? Lấy luôn con, chứ không có gặp mặt như vậy. Có được nói chuyện gì không? Không có được nói chuyện gì nữa con. Cha mẹ nói xong là bắt đầu làm đám hỏi đám cưới xong đi về nhà chồng. Trời. Vậy rồi có yêu không bà? Cũng yêu mà yêu chút đỉnh. Mời em ngồi. Thôi chúng ta sẽ giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Huyền Linh, chị Cát Tường. Em tên Bùi Minh Trường, sinh năm 1990. Hiện tại thì em đang làm quản lý của công ty bất động sản. M-I-E là Miên đó hả? Dạ đúng rồi. Bùi Minh Trường, sinh năm 90 tức là 27 tuổi. Dạ vâng. Rồi quê đâu? Hiện tại thì quê em ở Tây Ninh anh. Tây Ninh, làm ở đâu bạn? Em đang làm ở Bình Thạnh. Rồi, mời bạn nữ. Em xin chào chị Cát Tường, em xin chào anh Huyền Linh và bạn nam và kế bên ạ. Em xin chào quý khán giả, em là Kỳ Duyên, em 23 tuổi và em đang là nhân viên văn phòng ạ. Em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn ạ. Mình có điểm mạnh, điểm yếu gì nè? Là điểm mạnh của em là em có thể nấu ăn, biết vẽ. Điểm yếu của em là em hay ngại, với lại hay suy nghĩ lung tung xong rồi tự buồn. Suy nghĩ lung tung là suy nghĩ về cái gì? Giống như suy nghĩ về những cái bi quan trong cuộc sống á chị. Thế gì em vẽ, em cầm gì trên tay, em vẽ gì cho chị coi với? Dạ cái này là vẽ cái mẫu bạn trai lý tưởng của em. Ôi trời ơi, được rồi. Bí mật đi em, bí mật đi em, chút xíu đưa anh coi. Anh khoái cái hình đó để chút anh Quang coi trước. Rồi bạn trai, mình dạ, thì sao? Tại, thì có em mạnh gì? Ưu điểm của em cũng biết nấu ăn, biết chơi bóng bàn và rất thích chiều bạn gái. Cái tiết mục mà rất thích chiều bạn gái là được rồi đó. Điểm yếu là gì? Dạ điểm yếu của em thì hơi nóng tính, thật thà quá thì thành điểm yếu luôn. Lâu lâu cũng bị mất kiên nhẫn nha. Rất chiều bạn gái, sao giờ chưa có bạn gái? Thì chiều quá, bạn gái trốn luôn anh. Trời ơi, em chiều là sao? Bạn gái trốn em ví dụ cái em chiều sao đâu? Thấy quan tâm nhiều quá nên là cũng chán luôn. 23 tuổi, em tính khi nào thì tiến tới hôn nhân được? Dạ nếu mà tiến tới hôn nhân thì khoảng 25 tuổi. 25. Bên đây 2 năm nữa là 29 rồi đó. Chào em. Dạ, chào. Anh xem cái hình em. Anh nôn quá. Anh nôn lắm. Anh xem như thế nào thôi, anh không nói ai nghe đâu. Mẫu người lý tưởng đó. Thử xem nha. Trời ơi. Tự vẽ đó. Đây là người trong mộng em á hả? Em thức mấy đêm để em vẽ. Mấy đêm luôn. Không biết có giống mình không ta? Giống không anh? Thôi để chút anh nói. Nhưng mà sao mà tóc chỉ ông này ông chỉ anh rồi, tóc tai chỉ hả? Thích tóc vậy hả? Dạ em thích tóc nhiều. Thích tóc nhiều. Dạ đúng rồi. Nhìn cái này ngầu quá. Em thích là mặt lạnh lạnh vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Mũi cao. Mắt một mí. Trán hơi nhăn, môi mỏng. Trời, thôi giữ đi, họ tả không ra gì luôn á. Nếu như bây giờ em vẽ cái hình trong mộng vậy, nhưng qua đây em gặp một người khác không trong mộng của em thì sao? Em để cái hình này luôn trong mộng. Giữ luôn, không cho ai biết luôn. Dạ đúng rồi. Bạn thích người đàn ông của mình như thế nào? Dạ em thích một người đàn ông không gia trưởng. Rồi. Không hút thuốc, biết quan tâm bạn gái. Ừ. Có tính hài hước. Được rồi. Vui vẻ. Anh sẽ qua. Tóc này đâu có dựng ngược đâu ha. Không dựng lắm anh. Trước khi qua coi thì em có cái điều gì không thích ở người bạn trai? Bạn trai cao bao nhiêu? Cao khoảng trên 1m7. Tại vì em cao 1m65. Nhiều khi cái mặt y chang vậy mà có nhiêu đây thôi được không? Dạ không. Đó, thấy chưa? Dạ. Phải biết ăn mặc xíu, da hơi ngâm, chân dài. Trời đất ơi, sao em khó quá vậy? Hồi nãy chưa hỏi em có tật xấu gì không? Em có tật xấu là em hay quên. Vậy mình cần một người bạn trai kỹ tính chút xíu, có gì nhắc nhở mình. Em không biết hát, theo em cần bạn trai biết hát, hát cho em nghe. Ồ, để chị hỏi anh có biết hát không? Chào em. Dạ em cao mét mấy? Em cao có mét 68 rồi. Chết rồi, bên đây mét 65 mà người ta mang. Em biết hát không? Dạ cũng biết sơ sơ. Tiếng hát sẽ đập tan mọi ranh giới. Em hát tặng bạn ấy một khúc đi. Bạn ấy thích người biết hát. Em cũng xin hát bài Con đường mưa. Đứng lên biểu diễn luôn em. Chị sẽ về chị diễn tả lại cho. Phải tưởng tượng con đường phía trước đang mưa nha em. 2, 3. Che đúng rồi, che. Nếu ngày xưa bước đi anh qua con đường mưa thì anh đã không gặp em. Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười thì anh đã không mộng mơ. Hết rồi chị. Hết mưa hả? Tắt mưa. Trời đã qua, trời quang mây tạnh. Rồi ngồi xuống, được. Tóc nhiều, mắt một mí, trời sao giống vậy? Đen. Chiều cao thì hơi thiếu chút xíu. Hơi khiêm tốn chị. Khiêm tốn bạn xíu. Bạn gái cao hơn em là đẹp mà. Đẹp ha. Dạ. Hung bắt ghế lên ha em. Không sao, ok chị. Ok. Rồi, em có tật xấu gì không? Dạ, tật xấu của em thì cũng dính liền với cái tên của em luôn. Thì Bùi Minh Trường đó. Hồi nhỏ em hay ngủ, rất là ngủ. Ngủ liên miên luôn nên là mới đặt tên, cái tên em nó hơi lạ đi xíu. Miên Trường. Nhưng bây giờ cũng đỡ ngủ rồi. Dạ, dạ thức tỉnh rồi chị. Tỉnh rồi ha. Thức tỉnh chứ không có bạn gái sao? À,
Em có phải làm dâu gì không? Bên kia làm dâu chứ bên đây thì đúng làm dâu. Ý là em có cần bạn gái làm dâu gì không á? Hỏi cho nó kỹ chứ bên đây nó làm dâu được là mệt à. Dạ có chị, nhưng mà em thì tính em thoải mái lắm, không có gia trưởng. Như làm dâu về ở đâu? Dạ ở nhà em. Nhà nằm ở đâu? Tại em có cũng có nhà ở Sài Gòn chị. À vậy ba mẹ đang ở chung với mình luôn? Dạ không, ba mẹ em ở dưới quê ở Tây Ninh á. Ủa vậy giờ làm dâu là về Tây Ninh hay ở Sài Gòn? Ở Sài Gòn chị. Là rước ba mẹ lên? Thì ba mẹ hiện tại thì vẫn ở đó. Chị đâu có làm dâu, ông nói chuyện lòng vòng vậy. Từ từ mới mốt ba mẹ mới lên chị. À thì đó. Thôi có nhà thành phố là ngon quá trời rồi. Được, còn có gì nhà nữa. Là ổn rồi. Nói chung mọi thứ là được, chỉ có thiếu chiều cao một xíu. Mình nghe người thân tư vấn như thế nào nha. Em trai có đi với ai không? Dạ em có đi với chị ruột của em. Dạ xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mình thấy là bạn gái đây á, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng mà rất là nhìn rất là chững chạc và chín chắn. Với cái ưu điểm và cái khuyết điểm của hai bạn á, thì mình thấy cũng hợp với nhau và cũng có những cái điểm chung. Rồi cảm ơn chị. Dạ. Mình thì sao, hôm nay nhà gái mình đi có ai? Dạ em đi với là bà nội với ba mẹ. Chào ba. Chào cô Cát Tường, chú Quyền Linh. Dạ, chào bác. Dạ con chào bà. Chào con. Nay bà đi xuống đây là để nhìn mắt cháu. Cháu rể tương lai. Bà thấy cháu cũng được, cao ráo lứa. Bà con hỏi bà chút bà. Hồi xưa đó, cái thời của bà đó, là người ta làm mai làm mối có gặp mặt gì không bà, hay là làm mai mối đâu tới lấy luôn bà? Lấy luôn con, chứ không có gặp mặt như vậy. Có được nói chuyện gì không? Không có được nói chuyện gì nữa con. Cha mẹ nói xong là bắt đầu làm đám hỏi đám cưới xong đi về nhà chồng. Trời. Chị ơi, có yêu không bà? Cũng yêu mà yêu chút đỉnh. Cảm ơn bà nhiều. Hôm nay thì tụi con cũng hiện đại bà ha, cho gặp mặt nói chuyện với nhau. Bà thấy được không? Được con. Dạ. Rồi ý kiến ba làm sao? Chào đường Nguyễn Linh. Thì thấy cháu thấy cũng được, cũng hay. Dạ con cảm ơn. Rồi cảm ơn cả nhà. Bây giờ mình kéo màn lên cho con cháu gặp mặt hả bà? Nhớ nha em, thấy giống thì đưa, không giống cất luôn nha em. Ôm trong mộng luôn. Ôm trong mộng luôn. Rồi kéo màn. Giống không? Có không? Thể cho anh mượn trước được không? Em nghĩ cái này em nên cắt luôn. Anh có món quà gửi tặng em. Dạ. Thôi cho anh coi đi em. Trời, trời ơi. Giống xuân cu quá vậy. Mà thấy được bao nhiêu phần trăm? Chắc có 50% mà phi quá anh ơi. Anh thấy không tới đâu. Nhưng vấn đề chỗ này nè, cái người này nó sẽ hơn người này như thế nào? Về tâm hồn, về sự chăm sóc, quan tâm, chia sẻ. Dạ. Thôi giữ làm kỷ niệm. Rồi chúng ta có 2 phút nói chuyện với nhau. 2 phút bắt đầu. Chào em, không biết nãy giờ em có cảm nhận về anh như thế nào rồi? Dạ theo em cảm nhận thì anh là người hiền, em biết quan tâm cho bạn gái, nhưng mà không biết là sau này sẽ như thế nào. Mà em mong là nếu mà anh nói được thì... Nói được phải làm được không? Dạ đúng. Em cứ yên tâm đi, hãy gửi con tim vào anh. Trời. Em run quá à. Tí xíu nữa nắm tay là khỏi run rồi. Trời ơi, chưa gì trơn là nắm tay. Ví dụ như là tầng mình có thể gặp nhau khoảng mấy lần? Cuối tuần à, ai cũng đi làm cho nên là em nghĩ là đi làm về sẽ rất là mệt mỏi, cho nên là em muốn gặp nhau cuối tuần để tinh thần nó thoải mái hơn. Anh sao cũng được, miễn em thích là được rồi. Em mai mốt giờ nhớ giữ tiền giùm anh nha, anh không biết giữ tiền. Dạ cái đó thì anh yên tâm, em giữ tiền chắc lắm. Nén tóc lên cho nó sáng sủa. Không, để vậy đẹp, sủi sủi vậy đẹp. Dạ em đẹp nhưng mà khán giả không thấy, cổ đẹp. Rồi tiếp tục. Anh thì anh thích tới một trai một gái nè. Nhưng mà em thích con đông, em thích tới 4 đứa lận. Dạ. Tiêu chuẩn của em là 4 đứa, anh nuôi nổi không? Không sao, nếu em thích thì ok hết. Nuôi thì nổi nhưng mà đẻ nổi không á. Rồi mọi người nói một câu gì thật tình cảm nào. Thì anh nghĩ là mình cũng có thể cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu nhau thôi. Nhớ bánh chuồng nha. Trời. Trời đất ơi. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Suy nghĩ thật quyền kỹ quyết nha. Quyết định bấm nút hay không là do các bạn nha. Nói thì nói thế thôi, mình phải bình tâm và suy nghĩ. 3 2 1
hết thời gian. Không có bấm hả? Có không? Có bấm không? Có bấm. Rất hoang mang khi nhịp tim nó cũng không cùng chung nhịp nha. Nắm tay nhau đi hai bạn. Rồi bây giờ là mình chính thức hẹn hò với nhau rồi. Mình nói gì với bà, với ba mẹ của bạn gái đi. Con hứa là sẽ yêu thương và chăm sóc bạn ấy thật nhiều. Bà thấy hợp không bà? Bà thấy được. Nhưng mà bây giờ con nói vậy, mai mốt về sau con về con đánh nó làm sao? À. Dạ không. Giờ... Nói tiếng trước tiếng sau con đá nó là sao? Con nói với bà đi, hứa đi. Dạ con hứa là mấy cái vấn đề đó là không xảy ra. Cái đó là cũng tùy thuộc vào người đàn ông thôi. Người đàn ông phải có trách nhiệm. Không có được vũ phu. Nếu mà con nói con có trách nhiệm, bà rất là tin tưởng. Không nói với bà. Bà ơi, con sợ ngược lại đó. Con đánh không lại đâu. Bên đây đồ quá. Rồi, cảm ơn bà nhiều. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 để chiến thắng gửi tặng các bạn. Chúng ta sẽ có thời gian để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên, gửi tặng hai bạn. Em là con trưởng nhưng không phải gia trưởng. Bạn trai có thể làm được thì em có thể làm được. Em có thể làm được tất cả những công việc của phụ nữ. Dù nhúc cỡ mấy em cũng kéo thành mạnh, là tại vì em mạnh tính lắm anh. Chúc mừng cho cặp đôi đầu tiên. Mong rằng họ sẽ hiểu kỹ hơn và sẽ đi xa hơn trên con đường hạnh phúc nhé. Còn bây giờ thì sao nhỉ? Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời hạ màn. Mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai, xin mời. Mời em. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, mình giới thiệu về mình đi em. Dạ, xin chào chị Quyền Linh. À, xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Dạ, quý vị khán giả, em tên là Nguyễn Thị Hoàng Oanh. Năm nay em 28 tuổi. Em đang là nhân viên của Trung tâm Du lịch Sinh thái Văn hóa Chiến Khu D và trực thuộc của Bộ Tổng Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai. Chị Quyền Linh, chào em. Quê em ở đâu? Dạ, theo mẹ em thì ở Hải Dương, còn ba em thì ở Sài Gòn và em sinh ra lớn lên ở Đồng Nai. Trời ơi, sao nó lạc hướng hết trơn vậy? Mời bạn trai. Em chào Quyền Linh, em chào chị Cát Tường ạ. Chào bạn gái bên đó. Em là Nương Văn Thông, em đến từ thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Quê ở đâu em? Quê em ở Nam Định ạ. Em làm nghề gì Thông? Dạ, em đang làm quản lý kho của FT Shop ạ. Bao nhiêu tuổi? Em sinh năm 88, hôm nay em 30 tuổi ạ. Thông có mấy mối tình rồi? Dạ, em từng trải qua 2 mối tình anh. Bạn nữ thì sao? Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ, em trải qua 3 mối tình rồi ạ. 3 mối tình. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em là dễ tiếp xúc với mọi người lắm chị. Em có cá tính hơi mạnh, cho nên là cái chuyện của bạn trai có thể làm được thì em có thể làm được. Cho nên là ở trong cơ quan em thì mấy chị nữ rất thương em, bởi vì còn có mình em mà tính của em lại hơi men nữa. Cho nên là cũng hơi khó. Tính của em cũng có thể là rất thẳng tính, cực kỳ nóng. Đụng một cái là em có thể quạo được. Em không chưa có thể là kìm được cái bản tính của mình, chưa kìm được cái nóng tính đó. Đó là ưu điểm hay khuyết điểm vậy? Cái đó cũng có thể là cả hai đó chị. Ồ, vậy hả? Bạn trai thì sao? Nghe bạn gái nói là mình rất nóng tính như vậy, chưa có kềm được thì em cảm thấy như thế nào? Thì em nghĩ chắc là phù hợp với em rồi. Vì hả? Em là người chịu đựng rất tốt, chịu bạn gái được thôi. Em có khuyết điểm gì không? Cái ưu điểm của em là có thể làm được tất cả những công việc của phụ nữ. À. Khuyết điểm của em thì hơi nóng tính một xíu. Có nóng cái gì tính. Nói thẳng. Hai người nóng tính hết trơn. Dạ không, em thẳng tính. Sai là em nói luôn nhưng không để bụng cái gì cả. Nhưng mà bạn kia đang nóng tính mà em nói thẳng luôn là bạn nóng nữa. Em kìm được. À, em người kìm được tốt. Vậy xong tốt. Em nói. Dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Nói chung là cuộc sống bây giờ em chỉ muốn tìm một người nào thật lòng. Sống chung thủy là được. Còn tất cả khó khăn trong cuộc sống thì cùng nhau gánh vác, cùng nhau đi lên thôi. Em không thích gì người phụ nữ? Em không thích người phụ nữ có thể là những cái thời gian rảnh thì có thể dành cho gia đình. Mà nhiều khi có những người phụ nữ kiểu như là thời gian rảnh lại dành cho cuộc sống ở bên ngoài, bạn bè nhiều quá. Rồi, bạn nữ có ý kiến gì không? Dạ, em thấy bạn đấy nói em cũng có đồng với ý kiến của bạn đó à. Tại công việc của em thì nhiều, cho nên là em không có ngoại tình hay lăng nhăng đâu anh, khỏi lo. Tính này cũng chung thủy lắm. Mình đặt ra mẫu người bạn trai lý tưởng mình như thế nào không? Dạ, bạn trai của em thì em cần bạn ấy là không biết hút thuốc và không biết nhậu. Bạn trai có biết hút thuốc nhậu nhẹt không dạ, em? Cái đó thì em không biết thuốc, em không biết hút, mà rượu cũng không biết uống luôn. Công việc của em nhiều khi cũng có nhậu nhưng mà em chỉ nhậu được 1-2 chai là xỉn rồi. Còn gì nữa không em? Dạ, không thích tính gia trưởng thôi ạ. Bạn trai có gia trưởng không?
Em là con trưởng nhưng không phải ra trường. Khi nghe giọng nói bạn Nam bây giờ mình có hình dung bạn Nam là người như thế nào không? Em nghĩ chắc bạn cũng phải cao hơn em. Nghe giọng nói biết cao hơn hả? À, đúng thì em nghe chắc là giọng bạn ấm. À. Khuôn mặt thì em chưa thể nào tả được bởi vì hình dung của em thì nó hơi khác tí. Hình dung em sao? Em hình dung sao? Anh à, nói chung là nhìn khuôn mặt á thì phải thấy có duyên một tí. Và khi mà nhìn vô cười một cái, nếu mà cái nụ cười có thể làm cho mình đang nóng mà dịu xuống liền thì thật sự em rất thích. Cười mà đang nóng mà nhìn vô dịu là cười sao em? Ví dụ em cười sao chị qua thì coi coi. Gọi là cười tỏa nắng đó chị. Trời ơi. Nụ cười nước đá mới dịu nổi. Coi. Cười. Rồi mất nắng luôn, trời mưa luôn. Cười vậy tỏa nắng hả em? Dạ. Hồi nãy giờ em cảm nhận bạn gái bên này như thế nào? Chúc em thấy bạn ấy cá tính. Em có ngại người phụ nữ cá tính không? Dạ không. Bao lâu em tiến tới hôn nhân được? Từ 6 tháng đến 2 năm trong khoảng thời gian đó. Em có tật xấu gì không? Tật xấu của em này, những ngày nghỉ hay ngủ nước. Cũng được ha. Không có gì, không có gì là xấu cả. Em đã chuẩn bị gì cho hôn nhân chưa? Dạ em thì cũng có xác định trước rồi, cũng chuẩn bị về thẳng rồi đúng không? Để anh Quan mạnh dạn nói bên đây rồi. Dạ, xin chào em. Chào anh. Nụ cười bên đây cũng tỏa nắng lắm mà. Dễ thương ấy. Anh bên đây nói thật sự á, anh hơi nhút nhát chút xíu. Em có thích đàn ông nhút nhát chút xíu không? Nếu mà nhút nhát hơi quá thì gọi là nữ tính rồi đó anh. Không, bên đây rất nam tính. Dạ, nếu mà nam tính thì dù nhút cỡ mấy em cũng kéo thành mạnh, là tại vì em mạnh tính lắm anh. À, chúng ta sẽ gặp nhau để hiểu nhau gì hơn như nãy giờ. Hôm nay mình đi có ai theo ủng hộ mình không em? Dạ em đi với mẹ với hai người em của em ạ. Rồi. Dạ chào cô. À, tôi xin chào em MC Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Chào toàn thể các quý vị khán giả hôm nay. Chào cô ạ. À. À, tôi là mẹ của em Mai. Tôi thấy anh trai bên này cũng được. Dạ. Cô có đưa ra tiêu chuẩn chọn con rể như thế nào không cô? Theo tiêu chuẩn chọn ấy thì đối với cha mẹ thì không quan trọng về hình thức, chủ yếu là ở cái đức tính con người. Em trai em trao đổi gì vài câu em chào cô. Dạ. Đi em. Con chào cô ạ. Thì chào con. Theo ý kiến của cô thì con thấy là cuộc sống của con cũng thế. Cuộc sống là chủ yếu là cái tính cách con người, cách ứng nhân xử thế của mình như nào thôi. Nên là cái vấn đề đó cô yên tâm. Mà cô cũng nói trước là em anh oanh ấy thì em hơi cục tính đấy. Dạ. Mà em rất nóng tính nữa. Dạ. Tại vì công việc của em, cái áp lực công việc của em. Dạ ấy. Vâng. Cho nên là cái tính của em là hơi nóng tính. Dạ. Cái vấn đề đó con chị được cô. À, con chị được hay không thì cái đó thì cô cũng chưa biết ạ. À. Dạ. Không biết nó chị con hay là con chị nó ạ. À. Rồi, em có đi với ai không? Dạ em đi cùng đồng nghiệp của em cùng làm. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ, dạ em là đồng nghiệp của anh Thông. Dạ em thấy chị gái bên đây thì rất là xinh với lại dễ thương. Với lại em thấy tính cách của hai anh chị cũng khá là tương đồng. Em nghĩ là anh chị nên thử tìm hiểu nhau xem sao. Rồi, được rồi, cảm ơn em. Rồi, chúng ta kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt nha. Bình tĩnh em, không có gì hết ha. 2 phút mình trao đổi với nhau nha. Em chào anh. Anh khi mà nhấc mức rèm lên thì anh cảm nhận như thế nào về em ạ? Nhìn em cũng cá tính. Có điều gì đó là cũng đúng như em nói. Giờ là em cảm ơn anh. Thấy nụ cười anh có tỏa nắng không em? Chắc nắng cũng chưa bằng em đâu chị. Chắc đúng rồi. Trong thời gian mà em với anh tìm hiểu nhau á, như một tháng mà em với anh chỉ gặp nhau một ngày thôi, có sao không anh? Không sao em, quan trọng là mình hiểu nhau được. Cảm ơn anh. Anh có thích đi làm từ thiện không? Anh có, anh thích làm từ thiện, anh đã từng làm rất nhiều. Vậy em với anh có cùng quan điểm đó. Tại vì hiện tại sắp tới em cũng có một chuyến từ thiện đi về Bà Rịa Vũng Tàu. Cho nên thế là anh tham gia được. Nếu mà có thể thì anh tham gia cùng với tụi em. Được, chắc chắn là được. Rồi mình nói tới chuyện tình yêu đi. Theo em thì nếu mà mình tìm hiểu nhau thì tầm bao lâu em có thể tiến tới hôn nhân được? Nếu mà em với anh hợp nhau thì tầm 6 tháng đến 1 năm thôi. Kéo dài quá em mất công sợ ba mẹ em lại kêu là mày là bà cô già ế nữa. Khổ lắm anh ơi. Theo anh cũng thế là hợp ý thôi. Bây giờ mình hát tặng nhau một bài nó hát nào đó để làm tạo ấn tượng ban đầu đi nào. Mời bạn trai làm trước đi. Em xin hát một đoạn. Tại vì em cũng không thuộc lời bài hát. Tôi yêu em và tôi chỉ biết yêu em. Từ lúc anh bắt đầu chạm vào trái tim tôi. Một khi yêu ai tôi sẽ yêu hết mình. Từ nay tôi chỉ có mình em. Tôi khuyên em và tôi xin em hãy tin tôi. Vì tôi là chàng khờ dễ thương. Sẽ không ai yêu em như chính tôi lúc này. Trừ khi tôi không còn trên đời nữa.
ý nghĩa. Mặc dù hát thì không biết có trúng không. Mời bạn nữ. Dạ, vậy em cũng gửi đáp lại anh một đoạn trong ca khúc Cho Em Gần Anh Chút Nữa. Một chút nhớ anh đây, một chút nghe với đây, một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng. Em chỉ nhớ được mấy câu đó thôi. Trời ơi, cặp này xứng đôi quá. Rồi, mình nói mỗi người một câu nào đó, chúng ta sẽ kết thúc cuộc hẹn ngày hôm nay. Anh thấy em hợp, hợp với tính cách của anh. Thì em mong rằng em sẽ cho em một cơ hội để mình tìm hiểu nhau kỹ hơn. Bạn gái. Dạ, em cũng mong rằng trong thời gian hai đứa mình quen nhau, anh có thể chịu được cái tính nóng nảy và cục mịch của em. Em có thể đánh anh bất cứ lúc nào, anh chịu được không? Đánh nhẹ chịu được anh, nhưng mà đánh mạnh quá chắc không chịu nổi. Thấy chưa, vậy mà nói kiên nhẫn. Kiên nhẫn có giới hạn thôi anh. Được rồi, hết thời gian rồi hai bạn. Người ta phải ga lăng, đặt tay vào nút bấm. Đánh cỡ nào cũng chịu hết chứ. Suy nghĩ thật kỹ, rất nhiều người đang theo dõi chúng ta đó. Quyết định của chúng ta rất quan trọng. Một, hai, ba. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Chúc mừng em. Hãy nắm tay nhau nào. Đấy, hy vọng rằng các bạn sẽ sớm gửi thiệp mời với chúng tôi. Dạ, em cảm ơn. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox, cùng đạp 212 để chiến thắng. Các bạn có thể đến đó xem phim và tìm hiểu kỹ hơn. Đây, xin gửi tặng hai bạn nước xịt khơm miệng thảo dược Relax. Và đây, gửi tặng hai bạn viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Rồi, nắm tay đưa bạn gái đi đưa bạn. Nắm thật chặt, đừng buông ra nha. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Chúc cho tất cả những cặp đôi đang yêu nhau, đã yêu nhau, chuẩn bị yêu nhau thật là hạnh phúc. Con người không có quan trọng về ngoại hình lắm ạ. À, dạ. Mập gầy đều được hết. Ít nói. Tại con cũng nói nhiều nên con thấy những bạn nam ít nói cũng là điểm mạnh đó. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Chào chú Kinh Linh ạ. Rồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào chú Kinh Linh ạ, xin chào cô Hồng Vân, xin chào nhà bạn gái ạ. Con tên là Vũ Minh Khoa, hôm nay con 28 tuổi, sinh ra tại Kiên Giang ạ. Hiện tại công việc là kỹ sư công nghệ thông tin, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Khoa làm ở quận mấy? Dạ, con đang làm ở quận 2 ạ. Trời, bên mình giới thiệu đi con. Con chào cô Hồng Vân, chào chú Kinh Linh, chào quý vị khán giả và chào anh Khoa. Em tên là Dương Thị Liễu Như, năm nay 26 tuổi, quê ở Kiên Giang, hiện tại đang làm việc tại hội sở của một ngân hàng ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quận mấy con? Dạ, hiện tại con đang sống ở quận 2 ạ. Trời đất ơi, sao hai đứa đồng điệu vậy trời. Quá hợp lý. Rồi con nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Con cũng tự thấy bản thân mình là một người năng động, dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh sống ạ. Về điểm yếu của con á thì bản thân con thấy là mình không có phù hợp làm những cái công việc mà cần sự tỉ mỉ, khéo léo á. Có thể vẽ đó, chuột thì ra chuột nhưng mà không có đẹp cho lắm. Con thấy cái điểm yếu đó cũng khó khắc phục lắm, cũng cố gắng rồi nhưng mà thôi chấp nhận. Con có cái gọi là gì? Cái sở thích hay là cái đam mê gì không? Cuối tuần mà con hẹn được với bạn bè hay lên kế hoạch thì con hay đi leo núi. Nên thường mấy anh chị ở công ty cứ la con, tại vì mỗi lần mà cứ leo núi xong thì sáng thứ hai lên lại cứ lết. Nhưng mà vẫn cứ leo, tại vì mình thấy thích. Làm cái gì mà đổ mồ hôi, vận động này nọ thì thấy thích. Là thích đúng không? Rồi bạn nam ơi. Điểm mạnh, điểm yếu của con là gì? Nói cho bên nhà gái nghe. Điểm mạnh con là ít nói. Điểm mạnh là ít nói hả? Cũng có thể. Nhiều khi ít nói người ta thương nhiều ha, người ta nói ôi trời này hiền quá. Chú ơi, con cũng muốn nói là tại con cũng nói nhiều nên con thấy nếu bạn nam ít nói cũng là điểm mạnh. Dạ. Rồi gì nữa con? Con không có hút thuốc, không có cờ bạc, có thể phụ giúp được nấu ăn. Điểm yếu con là nói hơi nhanh, có thể là không rõ từ lắm. Điểm mạnh là ít nói, điểm yếu là nói hơi nhanh. Hai cái này nó có liên quan đó nha. Dạ, con nó từng nặng tới khoảng tới 121 kg rồi. Sau đó thì do nặng quá nên con cố gắng tập thể dục thì đã giảm xuống được dưới 100 kg. Trời giỏi vậy ta. Sao? Bên nhà trai 120 mấy ký, ta xuống 100 kg rồi đó. Coi mình có xuống được thì xuống một ít đi. Ủa nhưng mà xuống đều chứ, đúng không? Ở bên đó là có một người xuống được, một người không xuống được. Thì cũng đừng nói gì tới bên tôi nha. Chán lắm mọi người. Mai mốt mà cứ gây lộn nhau hoài nó không có hạp. Khổ tâm thiệt luôn á con. Cô cũng buồn lắm. Bạn đó có ý chí nha con. Dạ. Giảm cân được là cực kỳ có ý chí luôn. Dạ, đúng rồi. Bây giờ để sẵn cô hỏi cái đường tình duyên của bạn nha. Cưng ơi, cái đường tình duyên của con sao nè?
Dạ, con có từng có một mối tình ạ. Bạn gái này là em gái bạn thân con học hồi cấp 3. Sau một thời gian yêu đương thì con không tạo được cảm giác yêu thương bạn. Nên đã chia tay và bạn đã lấy chồng ạ. Khoảng 2 năm rồi cô. Con ơi, đã 2 năm ta ở không rồi đó. Đường tình duyên của mình sao? Con thì trước nay cũng có một vài bạn nam cũng tỏ ý, nhưng mà con mấy bạn chưa đem lại sự tin tưởng cho con. Nên 26 năm qua con vẫn độc thân. Con vẫn độc thân và con chưa yêu ai hết. Dạ. Hồi hộp không? Có. Nghe cái mất hồn liền đúng không? Cảm thấy trách nhiệm nặng nề liền đúng không? Dạ. Vậy giờ con suy nghĩ đi, cái mẫu bạn gái của con là như thế nào? Dạ, mẫu bạn gái con thì con không có quan trọng lắm về ngoại hình ạ. Cũng đừng cao quá, tầm khoảng cỡ 1m68 đổ xuống được rồi ạ. À, 1m68 đổ xuống là cao lắm rồi đó con. Cô 1m67 nè mà muốn cao hơn chú Linh á. Đừng cao quá, đừng mập quá. Con thì không có quan trọng về ngoại hình lắm ạ. À, dạ. Mập gầy đều được hết, ít nói. Tại con cũng nói nhiều nên con thấy nếu bạn nam ít nói cũng là điểm mạnh à. Hồi nãy người ta nói rồi đó, là bên đây con ít nói. Mà người ta nói nhiều thành ra người ta cảm thấy là người ta thích thú cái điều đó đó, hiểu không? Con thấy là... Sửa lại xíu đi. Để con thấy là nếu mà bạn nói nhiều một chút thì con thấy là cũng vui vẻ được nhà đó. Vui vẻ được đúng không? Dạ. Con thấy vậy. Có nhiều rồi. Vui vẻ mà con. Cho tôi xem mặt đàn gái. Nhà gái tôi hơi bị chảnh đó nha, tôi nói cho ông biết à. Đẹp mà đẹp đều một cặp luôn à, tôi nói cho ông biết. Nè trai cũng đẹp trai ha. Chào chú. Rồi chào con. Dạ. Đúng là xinh gái. Con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ con không có đòi hỏi nhiều về vấn đề ngoại hình hay gì. Nhưng mà con mong tìm một người á, kiểu điềm đạm trưởng thành, có hiểu biết. Những bạn mà trong cái quá trình làm việc mà tập trung làm việc á, con nhìn thấy đẹp. Vậy thôi ha. Dạ. Tập trung làm việc là đẹp. Dạ đúng rồi. Rồi không thích điều gì ở đàn ông? Dạ không thích thì sự gia trưởng áp đặt ạ. Áp đặt? Không thích gia trưởng áp đặt. Bên đó có gia trưởng không vậy con? Không, con đây là không có gia trưởng. Này có da thịt thôi. Nè, bây giờ người ta có người yêu, người ta sẽ xuống thêm 20kg nữa. Tôi nói cho ông biết. Còn có một cái con người đó cứ ước, cứ cầu. Trời ơi, làm sao mà Linh xuống được 8kg hả Vân? Mà ăn lãng mất với sầu riêng không mà làm sao mà xuống? Còn chút chịu, chị chú bí quyết xuống nha. Chú xuống 20kg cho người kia biết mặt. Rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao nè bà mối. Nhà bà mối đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đến chương trình với mấy chị đồng nghiệp, các bạn và đặc biệt là sếp em có dành thời gian để đến tham gia với em ạ. Chào sếp. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, bạn Khoa và tất cả khán giả trong trường quay. Thật ra thì tôi rất là vui khi mà ngồi ở cái chương trình này bởi vì thật ra đây là chương trình mà tôi rất là yêu thích. Trong cơ quan và tất cả mọi người như là một cái cô bé mà rất là dễ thương, dễ mến. Thì trong công việc như là một cái bạn mà rất là nhiệt tình và trách nhiệm. Về cái bạn Khoa nhìn rất là hiền, phúc hậu. Và cái tính cách chị thì chị thấy là rất hợp với bé Như. Và chị hy vọng rằng hai em sẽ cho một cái cơ hội để các em có thể chia sẻ, nương tựa và có thể là cùng nắm tay nhau để đi được cái đoạn đường dài phía trước. Cảm ơn chị. Cảm ơn sếp. Sếp nói rất là hay luôn á. Em trai đi với ai đây? Dạ, hôm nay con đi với công ty và sếp của con cho công ty sếp luôn hả? Sếp luôn, trời ơi. Xin kính chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân. Sếp đẻ dữ vậy rồi. Dạ, Khoa thì thật ra nó rất là hiền. Nói chung là khi mà nó báo được là đăng ký casting và tham gia chương trình á, thì anh em trong công ty rất là vui, rất là hào hứng và xúm xích nhau chuẩn bị cho nó là hướng dẫn đi hớt tóc, mua quần áo mà thì còn mua quà rồi các kiểu, rồi thậm chí là giờ mình đặt tên con là gì giờ ta. Quan tâm tới mức vậy luôn. Rất là quan tâm. Nhưng mà sếp thấy hợp không? Sếp thấy hợp không? Hợp, dạ rất là hợp. Xinh không? Dạ xinh. Rồi vậy là ok đó. Thì người ta cũng có nói là ai cũng có một nửa của mình đang chờ đợi ở đâu đó. Khi mà mình ế thì cũng có đứa nó đang ế như ta. Anh hy vọng là hai em đang là hai cái mảnh ghép đang chờ đợi nhau. Gia đình thương nhau quá. Sếp mà thương nhân viên quá nhiều luôn, cả hai luôn á. Đúng rồi. Mở rào đi. Mở rào. Yes. Mở rào. Bắt đầu chuyện của hai đứa trẻ đó. Cứ thoải mái nha. Xem không gian này là của mình. Chào anh ạ. À dạ rồi. Cảm ơn anh ạ. Đến chương trình hôm nay em có một cuốn sách tặng anh. Em đọc thì em thấy hay nên em muốn chia sẻ và hy vọng rằng anh thích cuốn sách này. Cảm ơn. Dạ. Rồi hai bạn cứ trò chuyện đi. Dạ. Cảm nhận về nhau thế nào? Không biết là bình thường anh Khoa rảnh thì anh Khoa thích làm gì nhất vậy anh Khoa? Dạ, thì tại mình thì thích đọc sách. À. Đọc sách và truyện tranh. Dạ. Nhạc hoặc là cuối tuần rảnh rảnh thì mình lấy xe máy mình chạy nhâm nhâm chung quanh. Dạ, thì em cũng đọc sách nè, xem phim. Nhưng mà thường thì em thích kiểu đi đây đi đó hơn. Nên cuối tuần mà nếu sắp xếp mà thấy rảnh được thì em thích đi vòng vòng gần gần khu vực thành phố Hồ Chí Minh vậy đó.
hoặc là đi xa hơn như Vũng Tàu hoặc là những tỉnh như Tây Ninh, Tiền Giang đồ. Anh Khoa có suy nghĩ gì về khi lần đầu tiên gặp em? Dạ, tại bạn này rất là xinh, hiền. Đối với mình thì bạn rất là tuyệt. Cảm ơn anh. Nên nói đây mình xin tặng một bài thơ cho bạn. Dạ. Tại mình mới viết nên chưa thuộc lắm nên mọi người thông cảm. Dạ. Tức là cái bài đó Khoa làm luôn á hả? Dạ, có sự giúp đỡ của mấy anh em trong công ty nữa. À. Má xem bạn muốn hẹn hò thì thầm má hỏi hẹn hò đi con. Nghĩ mình thấy cũng ngon ngon, thử đi lên sóng coi còn gặp may. Chèo em cô gái tương lai, chèo em cô gái ngày mai hẹn hò. Tuy là anh béo nhưng do anh bụng tốt bụng to hơn người. Anh hiền chân thật hay cười, em về anh hứa giảm 10 kg. Tụi mình lên sóng chung sâu, cũng là duyên số cặp bồ với nhau. Anh thì không ước mơ cao, nết na hiền hậu háo háo mẹ hiền. Chẳng cần em đẹp như tiên, chỉ cần em thích trai hiền còn tem. Chú Linh chú đá mở rèm, cô Vân cho phép anh em chuyện trò. Thôi thì đỡ đỡ phải lo, tôi ta bấm nút hẹn hò nha em. Có nhiều tâm tình là gửi hết cho bài thơ rồi đó. Rồi bên em trả lời đi Như. Cái vấn đề mà anh lên chương trình là do bản thân anh mong muốn hay là gia đình hay là đồng nghiệp thúc ép anh để đến với chương trình này? Trong mối quan hệ với phái nữ anh rất là ít. Dạ. Cho nên sau khi chia tay bạn gái đầu tiên á, anh khá là buồn. Sếp anh có khuyên bảo, anh dụ rồi đăng ký chương trình cho anh luôn. Khuyên bảo một thời gian thì anh thấy mình đã bắt đầu từ đầu. Dạ. Nãy em có nghe là anh quê Kiên Giang đúng không ạ? Ở huyện nào vậy anh ha? Dạ, Tân Hiệp ạ. Tân Hiệp, dạ em ở Vĩnh Thuận. Nên em nghĩ không biết là cái mong muốn định hướng sau này lâu dài của anh là sẽ phát triển ở Sài Gòn hay là ở như thế nào? Dạ, để nói thêm luôn, hiện tại là mình đã lên thành phố Hồ Chí Minh được 20 năm, sống được 15 năm. Dạ. Và 5 năm Bình Dương, hiện tại đang sống ở Bình Dương. Nhà có 5 anh em thì đã gom góp tiền nhau mua được một mảnh đất, chia đều nhau. Hiện tại là mình đã có một mảnh đất, dự định sau Tết là mình sẽ xây nhà. Chúng ta quan điểm gì từ tình yêu đến hôn nhân gia đình, mình phải làm sao để chăm sóc cái điều đó, chúng ta trao đổi với nhau đi. Thì tại vì em thì em cũng có định hướng là sau này muốn phát triển làm việc lâu dài ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là những khu vực, những tỉnh quanh thành phố Hồ Chí Minh. Trong hôn nhân thì anh chỉ mong là người con gái này hiếu thảo với cha mẹ. À dạ đúng rồi. Anh không cần gì thêm. Nói về quan điểm hôn nhân của em là em muốn một mối quan hệ là một, nghĩa là mình chỉ một mối quan hệ duy nhất với một người. Nếu tại thời điểm nào đó mình cảm thấy là không phù hợp nữa, có một mối quan hệ nào đó mình cảm thấy thích thú hơn thì mình dừng lại, chứ không phải là việc làm song song hai điều cùng một lúc. Yêu thì sao cũng được, nhưng mà khi mà đã ký tên vào đặt quyết định hôn nhân thì mình phải có trách nhiệm với điều đó, chứ không thể nào nói là thời điểm đó tôi cảm thấy không phù hợp nữa tôi dừng lại thì không được. Em nghĩ câu nói đó chỉ phù hợp khi yêu thôi, còn khi đã kết hôn thì phải có trách nhiệm nữa. Đó cũng là ý của anh. Anh cũng muốn đây của một là mình phải là một cái chung thủy. Dạ. Khi đã không còn thì phải dứt khoát cho nhau. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ thế này nè, con đứng lên con tiến tới, con nắm tay bạn gái để mình trao nhau cảm xúc, để xem cảm xúc các bạn lần đầu tiên nắm tay nhau như thế nào. Dạ. Không phải bắt tay. Nắm hai tay nhau, nắm chặt vào, rồi nhìn nhau. Không gian này không có ai cả, chỉ có hai đứa thôi đó. Dạ anh có tính hát tặng em bài hát nào không? Khả năng hát của anh thì hơi tệ, cho nên cho anh xin bỏ qua phần này. Có thể là khán phòng cũng bỏ đi luôn. Em với anh học nhau về vấn đề đó. Hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau 30 giây, nói rút ruột rút gan hết những tình cảm của mình. Bắt đầu. Anh chỉ hy vọng là em tôn trọng gia đình anh, tôn trọng người già, đối với anh vậy là đủ. Em nghĩ vấn đề này cũng là suy nghĩ của em và bất kỳ mọi người nào. Nghĩa là khi đến với nhau thì ngoài đối tượng của mình thì người thân của họ cũng là một điều rất là quan trọng. Rồi, về vị trí. Rồi, bây giờ đến thời gian bấm nút nè. Chuẩn bị, sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 đó. Hết thời gian. Tôi nghe 2 tiếng cạch rồi. Chúc mừng hai em. Nắm tay nhau đi. Chúc mừng hai sếp nha. Đạt được tâm nguyện nha. Hãy nói điều gì với gia đình của hai bên và các sếp của mình đi, em trai. Con tưởng tượng nè con, giống như gia đình hai bên đang ngồi coi truyền hình đó. Con xin chào hai bác, bạn gái. Con xin phép được quen biết bạn
nếu được quên bé thì con sẽ yêu thương bạn hết mình. Ba mẹ ơi, con có bạn gái rồi. Yeah. Xin phép bạn gái cho hôm cái hôm đầu tiên lên má luôn. Dạ, xin phép bạn gái cho. Trời ơi. Hồi hộp không con? Hồi hộp không? Hồi hộp ạ. Nụ hôn đầu của con. Trời ơi, trách nhiệm dễ sợ chưa, nụ hôn đầu đó. Đấy có nụ hôn đầu của con luôn. Trời ơi. Trời ơi, hai đứa nó đóng dấu cái cạch. Chúc hai em hạnh phúc. Em là thích tìm hiểu và học hỏi và yêu thương gia đình. Siêng năng, chịu khó, tỉ mỉ, ham học hỏi, không uống thuốc, không uống rượu. Cô là thích bàn tay ở Đắk Lắk để cho gần về nội về cha, mà chương trình ghép về với miền Nam mà tôi chỉ có một đứa gái thôi, không có cha, thấy con một mình là cô đơn, thấy cũng tội lắm. Như vậy là cặp đôi đầu tiên đã bấm nút hẹn hò, cứ thế chúng ta tiến lên. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ cặp đôi thứ hai. Xin mời gia đình nhà gái. Mời nhà trai. Mời em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ em chào em anh Quyền Linh ạ. Dạ và chị Hồng Vân và các quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Ngà Đào Nữ Hằng Nga, năm nay 30 tuổi, hiện em sinh ra và lớn lên tại thành phố Buôn Ma Thuột và hiện nay thì đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm ngành nào? Dạ hiện nay em là nhân viên kinh doanh của một tập đoàn viễn thông ạ. Em tên là gì? Hằng Nga. Dạ Hằng Nga. Hằng Nga hả? Dạ. Mời chú cụ giới thiệu về mình. Lời đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn Hằng Nga. Em tên là Bòn Nhỏ, đến từ Bến Tre. Công việc hiện tại của em thì là nhân viên kỹ thuật cho công ty bất động sản. Bòn Nhỏ hả? Dạ. Tên lạ vậy? Thì em xin giải thích là tại sao lại tên Bòn Nhỏ. Là vì ba em đi chiến dịch ở Campuchia. Tên Bòn, tiếng Campuchia có nghĩa là anh. Ba kỷ niệm chiến trường của mình nên đặt tên con là tên Bòn. Thì không những là có Bòn Nhỏ mà có cả Bòn Anh, Bòn Em và Bòn Mèo. Có Bòn Bon không? Bòn Bon. Bòn Bon chắc để nữa em cưới vợ về để em đặt con vợ con của em bị danh Bòn Bon cho nó chặn bộ sưu tập. Bạn nữ nè, chị Hằng Nga. Chị Hằng Nga cho biết cái điểm mạnh và điểm yếu của chị Hằng Nga coi nào. Dạ, điểm mạnh của em là thích tìm hiểu và học hỏi và nói chung là yêu thương gia đình, trong cuộc sống nói chung là tự lập. Còn điểm yếu của em thì nhiều thứ thì em vẫn cố gắng học nhưng vẫn còn nhiều thứ là cũng còn vụng về. Có nghĩa là em vẫn biết nấu ăn nhưng mà có nghĩa là những cái thức ăn hàng ngày thôi, nhưng còn những ví dụ như tỉ mỉ như là nấu ăn á. Mà làm bánh thì em vẫn còn yếu kém. Chị đi cũng đâu biết làm bánh đâu. Dạ. Thôi nói tóm lại là mình biết nấu ăn là hay rồi. Chứ cái đó mình không có cho là điểm yếu của mình. Dạ. Nha. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em trai là gì? Dạ điểm mạnh của em thì là em là người siêng năng, chịu khó, tỉ mỉ, ham học hỏi, không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc, nhậu nhẹt. Về điểm yếu của em á, thì là em do tỉ mỉ quá cho nên làm nó hơi bị chậm. Em có thích hát không Bòn Nhỏ? Dạ em thích hát lắm, em hát không hay nhưng mà em rất thích hát. Vậy hả? Dạ hát sung sung thôi. Sau đây thì em xin gửi đến bài hát là Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thiền ngại qua sông dòng hò mến mông. Bằng lòng đi em giữa mái tranh nghèo, người quê chỉ có tấm lòng, với chiếc xuồng ba lá để yêu em. Ôi đó qua tiếng trôi riêu riêu, dòng sông nước chảy riêu riêu, anh thấy em nhỏ xíu anh thương. Dạ hết rồi ạ. Trời ơi, không hết ngang hết ngược vậy đó. Bên nhà nữ mình đáp lại liền. Trời ơi. Dạ anh chào bên anh. Bên gái dạ, nhỏ xíu dễ thương, dễ thương dễ sợ luôn. Là Hằng Nga mà. Hằng Nga đúng luôn. Chào cưng, dạ, Bòn Nhỏ. Bòn Nhỏ
Mình có mấy mối tình rồi bọn nhỏ? Ừ đúng rồi đó. Dạ. Mối bọn nhỏ. Em tổng cộng thì có 3 mối tình. Thôi, tổng cộng luôn đó hả? Dạ, 2 mối tình thì chính thức và 1 mối tình là yêu đơn phương. Ừ. Mối tình đầu tiên thì là kéo dài được 1 năm. Mối tình thứ hai thì nửa năm. Còn mối tình đơn phương thì yêu mà không dám nói nên cô ấy đi lấy chồng rồi. Yêu lâu đơn phương trong bao lâu? Yêu đơn phương cũng khoảng 2 năm ạ. Trời đó coi. Em không nói là sao? Chi mà hy sinh cả tuổi tại vì tại vì em lại lo là khi nói ra thì mất luôn cả tình bạn nữa. Vậy là hai đứa là bạn thân đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi xong thì... rồi em đơn phương người ta mà em sợ đúng không? Dạ dạ đúng rồi. Rồi lên ông bạn thân thương đừng nói đơn phương tôi nha. Để con suy nghĩ lại coi. Rồi còn mình thì sao nè cưng? Hằng Nga có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình ạ. Dạ một mối tình là lúc đầu thì em yêu xa. Dạ tại vì lúc đó em cũng đang ở Buôn Mê Thuột và anh đó ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng là cũng khoảng cách nên 1 năm bọn em chỉ gặp nhau dành thời gian rất là ít. Và công việc của anh thì anh cũng nói lúc nào anh cũng bận hết. Thì em thấy một thời gian dài thì anh cũng kêu em là chờ ảnh thì em cũng chờ. Trong 7 năm đó thì em cảm thấy tình cảm lần lần á. Mình thì vẫn là thương đúng không? Dạ nhạt đi rất là nhiều. Còn mối tình thứ hai thì hơn 1 năm và em cũng mong muốn là sẽ tiến tới xa hơn. Nhưng mà vì ảnh có những cái tật xấu mà không thể nào mà thay đổi được ạ. Như là ghen. Với cái hiện tại em mong muốn cái người yêu của mình sẽ như thế nào? Em mong muốn người yêu của em á, thì thứ nhất là anh phải tôn trọng ở em và đặc biệt là gia đình mà như là mẹ của em. Tại vì nói chung là em thích một người con trai vừa có thể là có chí cầu tiến nhưng mà đặc biệt là anh phải quan tâm về gia đình. Và cái thứ hai nữa là em mong muốn một người á, là không có những cái thú vui như là cờ bạc á. Rồi tứ đổ tường. Dạ đúng rồi. Rồi. Và thứ hai nữa là vô tâm. Và thứ ba nữa là giống như là thích như là chơi game hay là gì đó chị. Có những cái đam mê, dạ, mà đam mê ngoài mà vợ gọi, đúng không? Đúng rồi, dạ ngoài vợ. Rồi thì cái em có đòi hỏi ở tóc tai, rồi da dẻ, rồi chiều cao như thế nào không? Dạ em thì thích một chàng trai thì trên 1m7. Nói chung da thì con trai thì có thể trắng hoặc là ngâm thì cũng không sao. Nhưng quan trọng là ảnh thì tính cách, ngoại hình phải ưa nhìn. Nói chung vậy nhìn và cảm thấy mình thân thiện á. Khi mà nhìn vào á, cảm thấy cho mình cảm giác được an toàn. Bây giờ nhà trai muốn tìm một mẫu hình lý tưởng thế nào? Mẫu người bạn gái của em là về ngoại hình thì cao 1m50 trở lên. Cân nặng thì 45kg trở lên. Khuôn mặt thì nhìn nó phúc hậu một chút. Thì có thể thí dụ như là vuông vuông, tròn tròn hay gì đó. Về tính cách thì cô ấy sống giản dị. Cô ấy hòa đồng, vui vẻ, quan tâm mọi người, không rượu chè cờ bạc rồi thứ đổ tường đó là không có luôn á. Dạ đúng rồi. Nhỏ nhỏ nó tả phụ nữ anh thấy cũng khủng hoảng quá. Mặt vuông vuông còn còn vuông còn còn đó. Rồi tứ đổ tường. Hồi nãy giờ bên Hằng Nga bên đây nói về những cái yêu cầu về bạn nam á, thì em thấy em có bao nhiêu phần trăm? Dạ em thấy em có khoảng 60-70%. 60-70% phải không? Dạ. Rồi thôi, để chút xíu hai bạn tự gặp nhau ha. Hằng Nga bên kia là dễ thương lắm, không có những cái gì mà nãy em nói đâu. Dạ. Gương mặt rất là phúc hậu luôn á. Dạ. Hôm nay em đi với ai vậy, bọn nhỏ? Dạ em đi với ba mẹ với anh trai. Chào chú, chào cô. Tôi cũng thay mặt gia đình bên ba của bọn nhỏ trước thì kính thưa ban tổ chức và quý anh chị lớn tuổi và bên cạnh các em các cháu, thì trong đời tôi chỉ có mới thấy hôm nay là ngày vui nhất của tôi, đó là được Quyền Linh rồi Hồng Vân đây mới làm là cái tạo điều kiện cho tôi chọn con dâu thứ tư đó. Nhưng mà qua trao đổi thì thấy em tôi hết sức là hài lòng. Thôi có những đôi lời cuối cùng kính chúc Quyền Linh với Hồng Vân và trong toàn bộ chị em trong khán phòng dồi dào sức khỏe và đón mừng chân đôi cặp hạnh phúc hôm nay dồi dào. Dạ. Cảm ơn chú nhiều. Cảm ơn chú. Rồi, em gái. Rồi, em gái. Hằng Nga hôm nay đi. Dạ, hôm nay em đi với mẹ của em và các bạn đồng nghiệp trong công ty ạ. Dạ. Rồi, chào cô. Thưa anh chú Quyền Linh và cô Hồng Vân, tôi tới đây là tôi cũng mê hẹn hò.
cái để đem thì tôi cũng xúc con tôi đi tham gia bạn muốn hẹn hò để kiếm một bạn là đi tới tương lai, mà cho tôi hỏi một cái là đi tới tương lai đừng có giống như như mẹ Nga là đi nửa đoạn đường mà không có cha, thấy con một mình là cô đơn thấy cũng tội lắm, người ta có cha mà con có cha cũng tội lắm. Mà quê cô á là Đắk Lắk, mà sao mà cô lại thích bạn trai ở Đắk Lắk để cho gần về nội về cha, mà chương trình ghép về dưới miền Nam mà tôi chỉ có một đứa gái thôi mà xa quá là chứ không phải là không. Dạ, nói vậy nè cô, hai cái hồ sơ đó nó hợp về tính tình, hợp về yêu cầu, hợp này kia, còn cái những cái điều kiện địa lý á thì tụi con không thể nào mà có thể đáp ứng nhu cầu được. Bạn Hằng Nga này với bạn Bòn Nhỏ này đó, về tất cả những cái yêu cầu, về sở thích, về những cái điều không thích, tụi con ghép gần như là 70-80% là hợp lý nhau, tụi con mới ghép lại cô ạ. Khó tìm được hồ sơ mà ghép chung với tỉnh luôn. Nếu mà cùng tỉnh á thì nó không hợp lý với những thứ kia. Thành ra là cô thông cảm, bởi vì tìm một cái hồ sơ thế này tụi con phải mất thời gian rất là lâu. Nhưng mà hai bạn đều đang ở Sài Gòn mà, hai bạn đều làm việc ở Sài Gòn mà, cái đó là cái quan trọng nhất. Với là tôi thích á, là một bạn trai á, là phải biết người lớn và thương vợ thương con, với lo ăn lo làm, thương yêu nhau thì tìm hiểu nhau thì do hai đứa, chứ còn cô thì chỉ có ý kiến từng đó thôi. Cảm ơn mẹ. Chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt đi, mở rào. Hằng Nga xinh lắm đó, Bòn Nhỏ. Đó, cố gắng lên nào, tấn công. Rồi. Con quà. Dạ, em chào anh ạ. Dạ, em có món quà gửi anh ạ. Em cảm ơn anh. Sao con tặng xương rồng vậy, Hằng Nga? Ý nghĩa của xương rồng thì nói chung là bên ngoài thì gai góc nhưng mà giàu tình cảm và sự chung thủy. Nên con cũng mong muốn tình cảm của con, tình yêu của con á, thì cũng như vậy ạ. Anh thì anh tặng em một quyển sách và một đặc sản của Bến Tre. Quyển sách đó thì nói là hãy sống cuộc đời như bạn muốn. Thông điệp anh gửi đến cho em là em hãy sống cuộc đời như em muốn, đừng sống theo sự muốn của người khác vậy đó. Rồi em cảm ơn anh. Hai người quay mặt đối diện trò chuyện với nhau đi, mấy chục năm ta chưa gặp nhau đó. Thì em thấy anh thế nào? Dạ, em thấy anh cũng dễ thương ạ. Dạ. Anh thấy em thì cũng dễ thương, dễ nhìn. Thì nếu mà hai đứa mình hợp nhau á, em tính là chừng nào thì mình đám cưới vậy đó. Dạ, cái đó là theo sự tình cảm của hai người thôi ạ. Nếu mà cảm thấy hợp đủ hiểu nhau thì mình sẽ tiến tới hôn nhân. Thì hiện tại bây giờ là em sống với mẹ hả? Rồi có đứa em nào không? Dạ không, mà em là con một anh. Con một trong nhà luôn hả? Nếu mà ví dụ hai người tiến tới á, em có thể sống mực với mẹ em hay không? Anh thì dễ lắm, em muốn sống bên anh cũng được, mà muốn anh sống bên em cũng được. Anh dễ lắm. Bên nào anh sống cũng được hết. Ở đâu có em là được. Ở đâu có em thì ở đó có anh. Cho em hỏi một xíu là em biết là anh có gia trưởng hay không ạ? Anh hả? Anh không gia trưởng. Anh anh có so đo tính toán phụ nữ không? Không, anh không so đo tính toán phụ nữ đâu. Phụ nữ là để yêu mà, chứ đâu phải để so đo tính toán phải không? Dạ. Thì em cũng mong muốn là, tại vì cuộc sống thì không phải lúc nào cũng màu hồng. Tại đúng vì rồi. Cuộc sống thì cũng có những khó khăn này, hoặc là có những mâu thuẫn, thì theo anh á, thì lúc đó thì anh sẽ giải quyết như thế nào? Thì mâu thuẫn thì đương nhiên là phải có. Giải quyết thì là anh với em ngồi lại bàn bạc, trao đổi với nhau, với tinh thần gọi là chia sẻ với nhau, chứ đó là cách giải quyết của anh. Không biết là em giải quyết sao, có cách giải quyết mới không? Dạ, thì nói chung là em cũng hỏi anh luôn là nếu trong anh có thường nóng tính hay không? Anh nguội tính lắm. Dạ. Ai gặp anh cũng nói anh hiền á. Dạ. Em không biết là anh có tôn trọng được sở thích của bạn gái hay không ạ? Cái đó thì quá tôn trọng rồi, tại vì chứ khi bạn gái thích những cái điều đó gì đó khác lạ với mình, đó là điều tốt thôi. Dạ, ví dụ như là ăn mặc này kia là anh có kiểm soát hay không? Không, ăn mặc anh không kiểm soát. Ăn bạn làm sao, thứ nhất là cho nó gọn gàng sạch sẽ. Dạ. Rồi nó phù hợp với bản thân mình, với hoàn cảnh của mình là được. Dạ. Anh có hay ghen không ạ?
Anh hả? Nói chung là chỉ có chút xíu thôi, chứ không gọi là chút xíu là bao nhiêu anh, bao nhiêu phần trăm anh? Chút xíu là như là cái hành vi của người phụ nữ nó quá trớn đi. Thí dụ như là cô ấy là vợ mình nhưng mà cô ấy lại cặp cổ hay gì đó một chàng trai khác hay gì hôn gì cái đó, điều đó là mình nó quá mức với mình là bắt buộc mình phải ghen, chứ không phải mình ghen cái vô lý nghe. Nói chung có ghen chút xíu, ý anh nói chút xíu là vậy. Có kiểm soát điện thoại rồi này đúng cái nọ của bạn gái không? Không kiểm soát điện thoại đâu, tại vì điện thoại của em thì có công việc này kia, mình yêu nhau thì mình tin tưởng lẫn nhau. Tại vì em cũng quan trọng là sự tin tưởng á, kể đúng cả rồi. Trong cuộc sống hôn nhân và tình cảm, nếu mà thật sự mà nếu mình không đủ tin tưởng lẫn nhau á thì tốt nhất là mình nên nói thẳng. Lúc đầu thì em cũng thích con trai là nói ít và làm nhiều, chứ em cũng không thích hứa. Tại vì nếu mà hứa mà không làm được thì tốt nhất là mình không nên hứa điều gì cả. Rồi, mình hát tặng nhau một đúng bài rồi. Xong đó mình tiến hành bấm nút nào. Bước tới đi bọn nhỏ. Đó. Có nắm tay đi. Truyền cảm xúc hai tay luôn. Hai tay luôn. Từ lúc anh quen biết em, thế giới như đang ngừng lại. Cuộc đời này chỉ riêng mình em thôi. Từ lúc anh quen biết em, cả thế giới không ai bằng em. Hát hát. Bọn nhỏ. Dạ. Em hãy rút ruột rút gan của mình ra, nói những cái gì đó, suy nghĩ về người đối diện đi. Anh thấy em là một cô gái dễ thương, có những cái tố chất mà anh đang cần tìm. Thì hôm nay mình đến với nhau á, cũng là một cái duyên. Thì em hãy trao cho anh một cơ hội, cũng như là em tự trao cho mình một cơ hội. Dạ, em suy nghĩ. Dạ, em cảm ơn anh. Thôi được rồi, hai đứa về ghế đi. Các bạn để tay vào nút bấm đi. Kiểm tra lại con tim một lần nữa. Bấm hay không bấm là quyền của các bạn. Tim mình mách bảo thế nào mình làm như thế. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Bạn gái không bấm. Lý do tại sao em không bấm? Dạ, nó như lúc đầu em đã nói là nói chung anh rất là tốt, nhưng mà trái tim em thực sự là chưa cảm thấy nhận được á sự rung động, nên em cũng chưa bấm. Như anh Linh nói là mình phải theo tiếng nói của con tim, chứ không phải lên đây là bấm để cho là vui hay là kết bạn. Chính xác là như vậy. Dù sao thì cũng trân trọng những quyết định của các bạn. Mỗi người chúng ta sẽ tìm cho một nửa mảnh ghép của mình đúng với điều đó. Cảm ơn hai em đã tham gia chương trình. Dạ. Với lại dịu dàng, cá tính mà dịu dàng kìa. Dạ, mỗi người của con thì tính trắng, điềm đạm, trong công việc thì có ý chí cái tiến thủ. Em muốn người bạn trai của mình đẹp. Dạ thôi, đẹp trai dữ cũng mệt lắm cô. Vậy làm biến dữ hả con? Dạ, làm biến dữ. Mời nhà trai. Rồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ hai bạn đã có mặt sân khấu nha, giới thiệu về mình đi em trai. Là đầu tiên cho con lời chào chú Quyền Linh. Rồi. Cô Hồng Vân, bạn nữ bên cạnh và tất cả mọi người ở đây ạ. Con xin tự giới thiệu, con tên là Đặng Hoàng Anh, năm nay con 27 tuổi. Quê quán là Bến Tre. Nghề nghiệp con là con đang làm trong ngành xây dựng. Mà giờ đang xây dựng ở đâu? Dạ, công việc hiện tại con cũng ở Bến Tre luôn. Mời nhà gái. Con giới thiệu đi. Con xin chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh và chào bạn Nam, chào quý vị khán giả. Con tên là Diễm Huyên, năm nay con 26 tuổi, con đến từ Quảng Ngãi. Nghề nghiệp của con hiện tại là nhân viên văn phòng cho một công ty Nhật. Mà con làm ở đâu? Dạ, con làm ở quận 7. Bạn kia thì lại làm ở tuốt Bến Tre à? Con có thích Bến Tre không? Dạ, con thích kẹo dừa. Con nói luôn về điểm yếu, điểm mạnh của mình đi. Điểm mạnh của con thì con vui vẻ với mọi người. Con thích quan tâm người khác, dạ. Những người mà con yêu quý á. Và trong chuyện tình cảm thì con rất là rõ ràng, rạch ròi. Con có khuyết điểm gì không? Con có khuyết điểm thì con hay quên theo kiểu là não cá vàng. Dạ, với lại lâu lâu về quê thì con vẫn còn ngủ với mẹ. Trời ơi, ngủ với mẹ là quá đáng yêu chứ sao mà khuyết điểm được. Rồi, mời em trai cho thằng gái biết được là ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của con là con biết nấu ăn, con chơi được nhiều môn thể thao, hay giúp đỡ những người xung quanh con. Vậy là tốt. Dạ. Có khuyết điểm gì không con? Khuyết điểm của con là hơi ít nói, với lại con ít thể hiện cảm xúc bản thân của mình ra ngoài cho mọi người biết. Con có mấy mối tình rồi?
Dạ con thì trải qua được 2 mối tình. Mối gần đây nhất là bao lâu rồi? Dạ chia tay hồi năm 2017 ạ. Chia tay vì gì con? Con vì áp lực nhà bạn gái ạ. Bạn gái làm gì áp lực mà chia tay? Thì nhà bạn gái là gồm 3 chị em, 2 anh cũng làm ngành xây dựng mà 2 anh thì đã thành công rồi. Vô phải bắt con vô một cái khuôn mẫu. À bắt theo khuôn mẫu của hai anh đúng không? Dạ dạ. Vậy là hiểu ha. Con mấy mối tình rồi con? Con một mối tình hồi sinh viên, chính thức thì là một mối tình. Dạ, tụi con quen 3 năm xong rồi. Khi mà nghĩ tới những chuyện tương lai sau này á, thì cảm thấy không có hợp nhau nữa và chia tay. Chia tay cách đây 2 năm mà. Bây giờ mình đi đến một mối tình mới nha. Bây giờ cái mẫu người lý tưởng của con? Dạ, mỗi người của con thì chín chắn, điềm đạm, trong công việc thì có ý chí tiến thủ. Giờ con có cần phải có nhà, có xe gì hay là như thế nào? Dạ, có nhà thì càng tốt ạ. Có nhà càng tốt mà chưa có thì sao? Chưa có thì con mới nói là có ý chí tiến thủ á. Là phải cố gắng để mà có một cái định hướng gì đó trong tương lai rõ ràng hơn. Rồi con có muốn cái người đó phải đẹp trai không? Giờ mình đẹp quá, mình phải muốn người bạn trai của mình đẹp. Dạ thôi, mình đẹp trai dữ cũng mệt lắm cô. Vậy hả? Làm biến dữ hả con? Dạ, làm biến dữ. Rồi bây giờ con có sợ yêu xa không? Dạ, cái đó thì con không ngại. Nếu mà bạn nam không ngại thì bạn nam sẽ lên Sài Gòn thì con cũng không ngại. Thật ra thành phố ngay quận 7 đi Bến Tre thì không có xa đâu con. Dạ, hiện nay đường cao tốc rất là nhanh và đi qua cầu Rạch Miễu là tới rồi. Dạ. Không có khó, thậm chí Bến Tre lên Sài Gòn cũng nhanh ha. Dạ. Con bên đây làm xây dựng, muốn xây nhà lúc nào không được, quan trọng có tiền xây không thôi. Bây giờ con muốn tìm mẫu người lý tưởng thế nào nè anh trai? Con thích người bạn gái thì lễ phép, có cá tính riêng một chút, với lại dịu dàng. Cá tính mà dịu dàng hả? Tèm tèm. Dạ, con chào chú. Hết hồn chưa? Xinh quá. Con thật sự là xinh luôn á con gái. Dạ, con cảm ơn. Làm diễn viên là được luôn á, con làm văn phòng hả? Dạ, con làm văn phòng. Ơi. Bên đây đàn trai cũng hot boy đó. Nào, mời nhà gái. Đấy, trời ơi. Em chào cô. Hello. Trai tài gái sắc, đúng tôi rồi. Nghĩ là đúng với cái cặp này. Cô nói vậy là con hiểu rồi gì đúng không? Thì giờ cô muốn hỏi con nè, con có đặt nặng về vấn đề nhan sắc không? Người đàn ông mà lung linh thì nhờ người phụ nữ bên cạnh đó cô. Nếu mà đẹp dạ cũng được luôn. Được không? Dạ. Được không? Rồi, thôi bây giờ vậy. Hôm nay con đi với ai? Dạ, con đi với sếp của con ạ. Dạ, chào sếp. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Thì xin chào em gái. Dạ, em chào. Chào nhà gái. Thì em là tên là Cửu Long, là sếp quản lý trực tiếp của Hoàng Anh. Hôm nay thì em đến em ủng hộ Hoàng Anh. Thì ở đây cũng nói về em gái Hoàng Anh. Nếu mà nhìn em gái này Hoàng Anh chắc sẽ đổ liền. Đổ rất ngay là mà liền đúng không? Đổ phạt 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 đó. Dạ, anh ngồi đó là anh bấm nút liền. Nhưng mà ở đây chỉ còn cái quan ngại là giữa hai đứa sắp xếp về cái hai nơi thì có thể là trao đổi và thống nhất coi mình sẽ xây dựng một cái mái ấm hay là một cái gia đình ở đâu đó, xin cảm ơn đó, chương trình. Dạ. Dạ, cảm ơn sếp. Hay quá, cảm ơn sếp nhiều. Con đi với ai? Dạ, con đi với bạn đại học của con ạ. Dạ con chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân và chào quý vị khán giả, chào anh Nam. Thì con tên Thảo, thấy là anh bên này rất là được luôn á Uyên. Nhìn ảnh rất là điềm đạm, đẹp trai, cực kỳ đẹp trai luôn. Xoái ca sơ mi trắng luôn. Ơi, cái gu này hồi trẻ cô mê lắm luôn, sơ mi trắng quần jean. Con mong là hai bạn trên này thì cứ trao đổi, nếu mà cảm thấy là có cái ấn tượng tốt về nhau thì mình cứ bấm nút trao cho nhau các cơ hội cũng tìm hiểu cũng như là tương lai sẽ tiến tới hôn nhân, cũng giống như là con và bạn đồng hành của con một năm trước cũng đã từng ngồi trên ghế này và tụi con cũng thành đôi. Vậy mà chú không nhớ nha. Rồi chúc mừng con nha. Anh thích con trai hay con gái? Nói anh con trai con gái gì cũng được, không quan trọng lắm, mà nếu như được đồ làm con trai thì anh sẽ thích hơn. Cũng như không. Qua cái cuộc trò chuyện vừa rồi thì em cũng thấy là anh cũng hợp với những cái yêu cầu của em. Anh thì anh thấy em nhìn anh kỹ hơn là anh nhìn em nhiều. Anh rất là dễ thương, mong em hãy cho anh một cơ hội. Và chúc mừng hai bạn. Chúc mừng. Nắm tay nhau đi. Một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm cho ngày đầu tiên gặp nhau. Cho anh hôn em nhé. Thôi chúc mừng con nha. Dạ, con cảm ơn. Này, các bạn cũng sẽ giống như con có duyên nha. Dạ. Rồi. Bây giờ thì mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi nha. Đúng rồi. Mở rào. Em
chào anh. Chào em. Cái quà anh gửi. Dạ, em cảm ơn. Em cũng quà tặng anh. Em tặng anh cuốn sách với lại chai nước rửa tay. Cuốn sách thì cuốn sách em rất là thích. Còn nước rửa tay thì đang mùa dịch cho nên em thấy nó rất là thiết thực. Rồi, cảm ơn ạ. Quà anh tặng em là giống như kẹo dừa. À, kẹo dừa. Dạ, dạ. Bó hoa bi. Tại ở nhà với bạn bè hay ba mẹ cũng gọi là tên bi nên tặng bi cho em. À, là con tặng bản thân của con cho Nguyên luôn đúng không? Dạ. Nhận không Nguyên? À, dạ nhận. Dạ nhận. Con để đây nè. Rồi, để đây con. Bây giờ hai đứa cảm nhận về nhau đi nào. Anh thấy em với chồng tưởng tượng của anh đó thì nó... Anh thấy em xinh, rất xinh. Rồi em cảm nhận như anh như thế nào? Thực ra em rất là thích con trai bọn sơ mi trắng. Dạ, hôm nay anh bận sơ mi trắng cho nên em cũng rất là thích. Thí dụ như mà quen nhau á thì anh ở Bến Tre thì thí dụ như hẹn hò thì sao anh ha? Quan trọng là có lý do là anh lên được hết à? Dạ. À, quan điểm tình yêu về tình yêu của anh thì như thế nào? Anh nghĩ là nên là niềm tin, hai người tin tưởng nhau thì sẽ vượt. Tin tưởng thôi à? Thật lòng với nhau. Ừ. Còn em thì trong tình yêu thì em rất là rõ ràng, giống như là quen nhau thì tỏ tình, còn chia tay thì phải nói chia tay. Dạ, phải rành rồi gì. Em thấy anh cũng ít nói, anh cũng khá là điềm đạm. Nói hết được rồi con ơi. Gặp con cái là đứng hình luôn, nói gì được nữa. Thôi để chú hỏi giùm con. Dạ. Hỏi xem chừng nào, nếu mà tình yêu mình đủ lớn thì chừng nào em có thể cho anh bước tới. Bước tới là thành người yêu quá hả chú? Cưới vợ đó con, cưới vợ. Khi nào mà coi như là bao nhiêu lâu thì có thể cho anh cưới em được. Tại vì tụi hai đứa cũng có thể làm đám cưới được rồi. Bước tới đó, con hiểu không? Dạ, dạ, dạ. Hỏi đi, hỏi coi. Ví dụ em với anh quen nhau. Dạ. Khoảng bao lâu mình bước tới giống chú Quyền Linh nói được em? Cái này thì nó tùy vào giai đoạn á anh. Khoảng bao lâu phải cho dạ. Nó biết cái khoảng thời gian. Dạ, nếu được thì sang năm là được à. Tại vì năm nay thì cũng mắc dịch rồi anh. Khoảng sang năm ha. Dạ. Rồi là hết dịch là bước tới á chú. Bây giờ mình nói đi, mình nói cho bạn gái biết mình có tật xấu gì không, nói đi. Để nửa mai mốt về lộ ra là mệt lắm, nói trước đi. Dạ, anh có tật xấu gì không? Tật xấu gì không? Làm trong môi trường xây dựng thì nam nhiều. Dạ. Rảnh thì nhìn qua nhìn lại ra đi ra quán thôi. Mà quán nhậu giống như quán cà phê. Anh có hay nhậu không? Anh từng thì cũng một hai lần giao lưu với mấy đồng nghiệp trong cơ quan. Dạ, đồ của anh bao nhiêu vậy anh? Đồ của anh nào? Nói em mắc cỡ. Chắc đồ nó lưu quá. Bạn bè với mấy anh đồng nghiệp hay gọi anh là bất tử trong bàn nhậu. Bất tử trong bàn nhậu. Bất tử trong bàn nhậu à. Đậu đậu trong tình yêu á em. Vậy nó giao lưu là uống hết một lưu đó, chưa xỉn đó. Dạ. Con hiểu sơ sơ rồi chú. Hiểu sơ tinh thần rồi con ha. Dạ. Nhưng mà ví dụ anh uống vô thì anh có gọi là gì, anh có lầy lội hay là gì à? Không, anh này anh uống anh cũng ít nói, anh ngồi anh uống anh nhịn cười không. Uống xong nó cười là hiểu rồi đó. Về phía con thì con đồng ý cái đó không? Anh có thể giảm bớt cái tần suất uống của anh lại được không ạ? Thì lúc đó anh đi chơi với em rồi, anh đâu có nhậu nữa. Bữa nào em làm cho anh buồn thì anh sẽ tiếp tục bất tử trên bàn nhậu. Đơn giản, hù vậy đó. À, nói chung đó, nó còn trẻ, với lại đi giao lưu thì uống như vậy thôi. Chứ nếu dạ. Có gia đình chắc không đến nổi với con hả? Dạ. Bỏ đi con ơi, tại vì á 27 tuổi ha, sau này còn phải lấy vợ, còn có con nữa. Mà uống nhiều quá là ảnh hưởng. Em có về Bến Tre chơi lần nào chưa? Dạ chưa à, em cũng muốn đi thử một lần thì cho có biết. Có dịp anh mời em với mấy bạn về chơi. Dạ. Cha, mời nhóm này mệt à. Ủa là một hết một nhóm vậy là bạn hả chú? Ừ. Được không? Rút lại được, con có quyền rút lại lời nói. Vậy đi xe lớn lớn chút xíu. Thôi 26 chỗ nha con. Dạ. Rồi. Con tưởng có 4 người đầu. Đâu 4 người đầu được. Cả hát cái rồi, đi hai đứa ơi. Tiến lại gần nắm tay nhau hát giao lưu thế coi không? Vậy con xin hát một đoạn cái bài này bài tiếng Nhật. Kimi no toriko ni natte shimau kitto kono natsu wa zuzusuro no moto. Con quên. Vậy được rồi, chúc cô. Con đáp lại câu thôi. Cho con nói bạn câu được không chú? Được. Cái nút nó nằm bên tay trái dưới sau lưng ghế em. Nhớ nhấn nha. Dạ. Nắm tay hoài vậy luôn hả chú? Nắm hoài đi.
cố gắng nắm rồi cảm xúc coi hiện con giờ đang sao. Nắm lại. Nói đi, nói cảm xúc anh hiện nay nắm tay em sao, nói đi cho bạn nó biết đi. Đã chú. Nói với Nguyên nói đó. Bạn, nói chứ đã, nói với tụi cái chi. Ông kia làm gì? Tay em mịn mịn. Dạ. Anh thấy em, em thấy anh sao ha? Em thấy anh hơi rung. Dạ nữa. Thôi nói cũng dạ tùm lum luôn rồi. Còn bây giờ mình nghĩ sao? Mình làm vậy. Tim mình rung động, mình bấm nút. Không rung động, không cần bấm. Để tay vào nút bấm đi. Hình như bấm rồi. Anh bấm rồi kìa. Tại con thấy chưa đếm. Không cần luôn, phá luật luôn đi con. Dạ. Rồi xong rồi đó. Sao vậy, rung quá hay sao vậy? Dạ. Hình như bấm rồi là sao? Giờ trong bồng con thấy sao? Nói hồi nói còn xỉu rồi chứ. Chính thức hai đứa bắt đầu hẹn hò với nhau rồi đó. Nắm tay thiệt nè. Cho nắm tay. Dạ. Kỹ sư xây dựng hả? Dạ. Con phải đổ bê tông liền. Dạ, đổ bê tông. Xỉu không? Dạ, hết xỉu rồi. Bây giờ mình hứa với gia đình hai bên là cho phép tụi con hẹn hò với nhau. Thì con hứa sẽ bảo vệ cái mối tình này, chăm sóc mối tình này như thế nào đó. Nào, nói đi con. Dạ, thưa hai bác, em để đây con lo. Để con bảo vệ em ạ. À. Ê, khoe đi, khoe với ba mẹ mình á. Ba mẹ ơi, con có bạn gái rồi. À, coi bạn đi. Gái nói nè. Dạ, tại vì hôm nay do dịch cho nên mẹ con cũng không có vô được. Cho nên là con xin giới thiệu với mẹ đây có thể là bạn trai tương lai của con. Dạ. Con muốn nói với lại hai bác ở dưới Bến Tre ạ. Dạ, con chào hai bác. Hy vọng thì con với lại anh sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp ạ. Dạ, con xin hết. Được rồi đó. Rồi, trao nụ hôn đầu tiên, đôi gò má. Có thể hôn hôn nhẹ một cái được. Ở đây là cha hôn con nha. Đây nè, đây mới là đó. Được cái nữa không? Cái nữa con. Con này là con lời quá, làm như con cũng có đường hướng. Nó cũng có đường hướng hết trơn, làm bộ nó làm cặp mưu á, thuyết âm mưu. Tại con quay qua ngay với nó. Thôi giờ cho phép con làm lại đó. Rồi thôi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Hãy tìm hiểu cho thật kỹ để quyết định chính xác. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện Robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tìm đến hôn nhân, Robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Tặng hai bạn hai liệu trình phiên bản hoàn hảo từ phòng khám Thế Giới Sắc Đẹp, giúp bạn trắng da bật tông, trẻ hóa da, đặc biệt trị dứt điểm nấm lâu năm khó chữa, trả lại thanh xuân cho làn da của bạn. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, bạn nữ sẽ nhận được liệu trình cô dâu đẹp nhất để sẵn sàng cho ngày trọng đại của mình. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say, một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Chúc hai đứa hạnh phúc. Dạ, con cảm ơn ạ. Em hơi chút nhát một chút nên là cũng mấy năm rồi chưa có yêu. Nói ra hơi ngại nhưng mà thiệt tình là chưa trải qua mối tình nào. Cái mẫu người con gái của em là phải như thế nào? Hình thức là dễ nhìn là được rồi chị. Dạ, không biết tiêu chuẩn dễ nhìn của bạn là như thế nào? Đó. Cháu à? Dạ. Là phải làm dâu đấy. Con muối hai mẹ con có ngại không? Dạ, thật sự thì đạo hiếu là phải
giữ, con không ngại cái vấn đề đó. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo. Xin mời nhà gái. Mời bạn trai. Rồi ngồi đi em trai. Rồi bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình đi nào. Dạ, em xin kính chào quý vị khán giả. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và bạn nam ngồi bên ạ. Em tên là Lê Thị Lệ Hoa, năm nay 30 tuổi. Hiện tại công việc của em là phụ trách mảng tuân thủ trách nhiệm xã hội của một nhà máy sản xuất vải ạ. Ở đâu cưng? Dạ, về quê quán em có một câu đố nhỏ cho bạn nam. À, quê quán của em hả? Dạ đúng rồi, còn xem như là nhìn hình đoán chữ ạ. Cũng dễ ạ. Vô cái là rối não liền nha bạn trai ơi. Đây là bức tranh bạn gái vẽ và yêu cầu bạn trai đoán xem quê quê ở đâu. Em nghĩ là ở Bến Tre. Dạ không đúng. Chắc là ở Vĩnh Long ạ. Vĩnh Long? Dạ, Đông Nam Bộ. Đông Nam Bộ. Trời ơi, măng cục đó, miền Đông Nam Bộ đó. Dạ, chắc là ở Bình Phước à. Dạ, hàng xóm, em ở Bình Dương. Đồ khó quá. Dạ. Em ở ngay Lấy Thiêu luôn ạ. À. Mà quê mình Lấy Thiêu nhưng mình làm ở đâu? Dạ, hiện tại em sinh sống và làm việc tại Bình Dương luôn ạ. À. À, rồi em trai. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Lương Đình Thanh. Hiện tại em 31 tuổi, em công tác và làm việc tại huyện Nhà Bè. Dạ, giờ hộ khẩu em ở Nhà Bè luôn ạ. Làm công việc gì? Dạ, em kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng. Có những cái ưu điểm, khuyết điểm gì em trai? Dạ, ưu điểm của em là biết yêu thương cho gia đình và biết chăm lo công việc, có chí cầu tiến cao. Và em không biết ăn nhậu, không hút thuốc, không cờ bạc và biết nấu ăn. Rồi, vậy quá tốt. Về khuyết điểm thì chắc là em hơi chút nhát một chút nên là cũng mấy năm rồi chưa có người yêu. Mời nhà gái. Em ưu điểm thì em, bản thân em là một người hòa đồng, biết lắng nghe, chia sẻ. Khuyết điểm của em thì giao tiếp thì em không phải là người chủ động. Nhưng mà nếu như mà có một người chủ động trò chuyện thì em bắt sóng được. Còn khoảng nấu ăn thì cũng vừa là điểm mạnh mà cũng vừa là điểm yếu của em. Em có thể nấu ăn được nhưng mà với điều kiện là có người giúp em sơ chế nguyên liệu. À, yên tâm, ở đây nấu ăn được mà. Dạ, dạ cái đó yên tâm đi, cái đó thì em làm được ạ. Dạ. Em gái có mấy mối tình rồi? Nói ra hơi ngại nhưng mà thiệt tình là chưa trải qua mối tình nào. 30 tuổi rồi mà chưa trải qua mối tình nào? Dạ, chưa yêu ai mà cũng chưa ai thích em. Không hiểu tại sao. Nói chung á, bản thân em tự thấy là cuộc sống nó khá là đơn giản. Cứ gói gọn từ nhà đến công ty, rồi từ công ty về nhà. Mối quan hệ xã hội nó cũng rất là ít. Bên đàn trai tò mò chạy qua coi. Rồi, dạ, em chào anh. Duyên dáng nha, rất không có, là duyên dáng. Năng động nữa. Có yêu đơn phương người nào chưa? Dạ chưa. Kỳ vậy ta? Thích đàn ông hay thích? Dạ dĩ nhiên là thích nam ạ. Vậy chứ giờ em thích cái gì? Em do em không có chủ động trong giao tiếp á, nhiều lúc mọi người nhìn vô trong công việc em cũng khá là nghiêm, chắc mọi người nhìn vô thấy em khó gần. Rồi bên đây sao nha? Dạ. Không biết sếp gì đây nè. Là phân phối vật liệu xây dựng hả bé? Có sếp dạ, không? Em cho chị. Nhưng mà cái đó bé phân phối giùm người ta hay là vật liệu xây dựng là của bé, cái công ty đó là của bé? Dạ công ty của em luôn chị. Công ty của làng trai luôn, trời ơi. Nghi nghi rồi. Cái thần thái này là tôi nghi là sếp của luôn. Em có mấy mối tình này, nói cho bà mối nghe coi. Dạ em đã trải qua hai mối tình. Mà một mối tình thì hồi còn đi học nên cũng chẳng đi đến đâu. Còn mối tình thứ hai thì quen được cũng 2 năm và chia tay cách đây cũng hơn 2 năm rồi. Lúc đó tại sự nghiệp thì chưa ổn định. Lúc đó em muốn là có nhà cửa, công việc ổn định hơn. Bạn gái thì không hiểu và nói là em tìm lý do, ý là bạn gái là muốn nói là em không thật lòng bạn gái nên chia tay. Bây giờ thì em cũng tạo dựng được sự nghiệp và có công ty và có nhà ở đây rồi. Có nhà luôn hả? Dạ. Là em mua nhà rồi? Dạ. Mua nhà cách đây bao lâu? Dạ cũng được hơn 2 năm rồi. Trời chị ơi. Lý do gì em 2 năm ở không là sao? Dạ thì nói chung là công việc của em thì xây dựng thì tiếp xúc với những người lớn tuổi không à. Với lại ra ngoài đường thì cũng thấy nhiều bạn gái dễ thương lắm. Cũng muốn là mình xin số làm quen chẳng hạn. Nhưng mà mình tiếp xúc gần với người ta thì ở Sài Gòn thì nhiều cướp giật quá này kia. Rồi người ta cứ suy nghĩ là mình tiếp cận để giật điện thoại hay là tiếp cận ăn trộm cướp. Nhìn mà em đâu có giống giật điện thoại đâu mà sợ trời.
Vậy thì bây giờ cái mẫu người con gái của em là phải như thế nào? Ngoại hình là cao khoảng 1m50 trở lên, biết chăm lo cho gia đình, biết yêu thương cha mẹ hai bên, và hình thức là dễ nhìn là được rồi chị. Sao là dễ nhìn chưa biết nha. Cưng nghe vậy cưng thấy sao cưng? Dạ không biết tiêu chuẩn dễ nhìn của bạn là như thế nào. Đó. Rồi con bé này sao nè, giờ cái hình mẫu lý tưởng của mình phải như thế nào? Dạ em suy nghĩ, em hy vọng bạn nam về ngoại hình thì cao trên 1m6 là được, không quá béo, râu không dài, tóc không dài, răng không súng. Về tính cách thì em hy vọng bạn sẽ là một người chững chạc. Tả một cái ông già nào đó không biết luôn. Tả tưởng nó chắc ông già cũng chín mấy rồi. Có nhiều bạn có style lạ lắm ạ. À, này bé đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi chung với lại chị Hai và cô ruột ạ. Dạ, đó, con chào chị Hai. Chào cô ạ. Nhìn chị Hai là ra em gái nha. Em xin kính chào quý vị khán giả. Kính chào chị Hồng Vân, anh Huyền Linh. Em là cô Sáu của cháu Hoang. Cô xin chào con. Sáu thấy cái bạn nam bên này á, qua cái trao đổi á, thì Sáu có cảm giác bạn hiền, yeah, có cái sự hiếu thảo. Đó là cái tiêu chí mà Sáu thường nói với con. Thì nếu như có cái cơ hội thì có cái sự cảm tình lẫn nhau, thì cô hy vọng là hai cháu sẽ cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu. Dạ, con cảm ơn cô. Xin cảm ơn. Cảm ơn Sáu nha. Rồi em đi với ai? Dạ em đi với mẹ và một bạn thân của em ạ. Xin chào MC Quỳnh Linh, MC Hồng Vân ạ. Dạ. Và chào cháu gái ạ. Và chào gia đình bên nhà gái ạ. Tôi là mẹ của Lương Đình Thanh ạ. Tôi có một đứa con trai. Con gái đã có nhà cửa đầy đủ rồi, gả hết rồi. Cháu ạ, dạ, là phải làm dâu đấy. Có mối hai mẹ con. Việc gia đình cũng đầy đủ hết rồi. Dạ. Giờ chỉ cần một đứa con dâu nữa thôi. Dạ. Thì cô mong con á, thì các con á tìm hiểu nhau rồi tiến tới. Dạ, con cảm ơn cô. Trời ơi, có ngại không? Dạ, thật sự thì đạo hiếu là phải giữ. Con không ngại cái vấn đề đó. Dạ, rồi. Vân thấy là dành cái không gian này cho hai trẻ được đi. Đúng rồi đó, đúng rồi bà mối, mở rào. Anh chào em. Dạ, chào anh. Lần đầu gặp mặt là anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Lần đầu gặp gỡ em cũng xin tặng anh đem một cái chậu cây kim ngân với lời chúc là chúc anh may mắn và thành công. Anh cảm ơn em. Anh cũng có một bài hát muốn tặng em nữa. Anh thì hát không hay nhưng mà em ơi lại gần anh nữa đi. Em hãy nhìn thẳng vào mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc. Nếu sớm mai tình giấc, người đầu tiên trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng. Anh có một bờ vai đủ rộng. Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu yêu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dạ, xin hết. Dạ, cảm ơn anh. Nay mẹ cũng mặc đồ giống như là đi cưới dâu luôn mà đó. Nay mẹ đẹp lộng lẫy luôn đó mẹ ơi. Cảm giác thế nào trong cái khoảng thời gian quá ngắn như thế? Dạ, rất là bất ngờ và rất là bồi hồi hiện tại. Tại vì... xúc động không? Dạ, xúc động không? Xúc động là vì cái nhẫn hay là vì cái tình cảm? Dạ, tức là dạ, đúng rồi, là vì tình cảm của bạn. Cảm người ta, đưa coi cái nhẫn coi. Trời ơi, quan tâm cái nhẫn chi? Đẹp quá, đẹp thì người ta phải khen chứ. Người ta quan tâm cái tình cảm mà quỳ gối xuống đó. Một người thì trao nhẫn, một người thì nhận nhẫn, rồi tôi với ông làm gì bây giờ? Đó, cảm giác thế nào khi mà em gặp mặt bạn gái em nói đi. Sẽ lại gần nhau nắm tay nhau nói đi. Anh có cảm xúc không ạ? Nói đi, hai đứa nói cảm xúc với nhau đi. Nói chung là cái mà nhìn đầu tiên thì anh cảm thấy em cũng là một người rất thích hợp với anh cảm thấy rất thích. Dạ, em cảm ơn anh. Anh hy vọng là anh là mối tình đầu tiên của em và cũng là mối tình cuối cùng để đi đến suốt cuộc đời. Dạ, em cũng mong được điều đó ạ. Trời ơi.
Không biết là tại anh thì công việc có thể sắp xếp được không, mà khi mà mình em thấy anh tự kinh doanh như thế thì cũng bận rộn. Anh kinh doanh thì thoải mái lắm, về giờ giấc thì lúc nào em cần thì anh sẽ đến bên. Dạ. Khi có thời gian rảnh thì anh thường hay làm gì ạ? Thì thời gian rảnh thì anh hay đi uống cà phê với bạn bè nè. Lâu lâu thì có bạn bè rủ đi coi phim thì anh có đi coi phim. Dạ. Em có thích đi coi phim không ạ? Dạ có, nhưng mà do ít đi lắm ạ. Thích thì thích nhưng mà cũng ít có đi. Khi mà trở thành một cái chỗ dựa một trong một người khác á, thì liệu đó có phải là một gánh nặng mà khiến cho anh mệt mỏi không? À không, anh hiện tại bây giờ là thực sự là muốn lấy vợ về để cùng xây đắp một hạnh phúc, cùng nhau để vượt qua tất cả. Đó là đối với anh là đó là một cái niềm vui. Dạ. Chứ anh không thấy gánh nặng gì hết. Bản thân em thì em độc lập từ nhỏ, em cũng mong muốn là có được một người quan tâm và là chỗ dựa cho mình. Dạ. Cũng giống anh vô đây thì cũng tạo dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng và cũng có tính tự lập từ nhỏ, nên là tất cả mọi công việc trong gia đình anh đều làm được hết. Dạ. Nếu như mình hẹn hò thì khoảng bao giờ thì mình tiến đến tới hôn nhân được? Dạ, thì để xem tình cảm hai bên, hai đứa cùng sẵn sàng trong chuyện tình cảm thì có thể tiến đến hôn nhân ạ. Tức là tình yêu đủ lớn thì mình sẽ tiến tới hơi nhanh thôi đúng không? Dạ. Em có thích có con sớm không? Nếu sau này mình cưới rồi thì em muốn là mình sẽ có bao nhiêu đứa con? Dạ, cái này chắc con cái em nghĩ đó là lộc trời cho ạ. Dạ. Trời cho nhiều mình hưởng nhiều. Nói chung là mẹ cũng muốn có dâu lắm rồi, hy vọng là em sẽ sớm đồng ý để cùng về chung một nhà với anh cho mẹ vui. Xin phép cho em ôm em cái, ôm chặt vô. Xin phép gì ở cô cho ôm em cái. Ôm chặt vô đứng yên nguyên coi. Dạ rồi ạ. Thấy sao em trai, thấy sao? Dạ rất ấm áp ạ. Ấm áp không? Dạ. Em có thấy tim mình nó nhảy nhịp nhiều không trai? Dạ muốn nhảy ra ngoài luôn anh Quỳnh Linh. Nhảy ra ngoài luôn hả? Em trai á, cảm xúc đang rất là đồng đầy. Tim thì muốn nhảy ra ngoài luôn rồi. Bạn không gái cần kia. Phải đếm gì đâu, đó hai đứa cảm thấy cảm xúc đầy đủ là một cái phạt thôi, không có. Thích chúng ta bấm luôn. Đó rồi đó, đó bấm gái. Rồi luôn đó, rồi xong. Em gái thích. Cuộc đời đơn giản như thế. Xin phép gì cho hôn? Gì cho cô cho hôn em? Dạ. Quấn quýt luôn rồi đó. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện, robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Tặng hai bạn hai liệu trình phiên bản hoàn hảo từ phòng khám Thế Giới Sắc Đẹp, giúp bạn trắng da bật tông, trẻ hóa da. Đặc biệt, trị dứt điểm nấm lâu năm khó chữa, trả lại thanh xuân cho làn da của bạn. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, bạn nữ sẽ nhận được liệu trình cô dâu đẹp nhất để sẵn sàng cho ngày trọng đại của mình. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say, một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn nhà hàng Mắc He Vui Uống Mọc Tóc Ngăn Ngừa Rụng Tóc đã tài trợ thực hiện chương trình. Sản phẩm có mặt trên thị trường 10 năm qua, Mắc He cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại.
cao trên 1m55, trên 1m55, khuôn mặt dễ nhìn, bạn gái không lăng nhăng là được. Khi mà em đối thì em hay cáu, em muốn một bạn có thể hiểu được tính em, tại vì tính em cũng còn hơi trẻ con á, cho nên là có thể chịu được. Phụ nữ biết làm ăn gì nữa, mình có thể đầu tư tiền cho làm ăn. Tại em làm dành dụm cũng được, cũng hơi bộn bộn. Điểm mạnh của em là vui vẻ hòa đồng, em có tính tự lập cao, em thích gọn gàng ngăn nắp, em có thể làm được rất nhiều công việc. Chương trình được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là trong môn. Tôi đã trở lại để tìm kiếm những chiến binh mạnh mẽ, quyết liệt, không bao giờ bỏ cuộc. 13 năm truyền lửa, truyền nhiệt huyết, tôi sẽ không dừng lại.